Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong hai tuần qua, những cơn mưa lớn đã không ngừng trút xuống nhiều tỉnh phía đông của Trung Quốc, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Tình hình đã thê thảm tới nỗi Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải lên tiếng. Quả thực, đối với một đất nước mới chỉ đứng dậy sau cơn đại dịch COVID-19, trận thiên tai này sẽ tiếp tục là một thảm họa gieo rắc nỗi khổ đau cho hàng triệu người Trung Quốc. Được mệnh danh là cơn lũ nghìn năm có một của Trung Quốc, đợt thiên tai này đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và con số đó có thể tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Các thành phố chìm trong nước lũ, trong nhiều bến tàu điện ngầm, nước lũ ngập cao hơn đầu người, bên ngoài dòng nước chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên đường đi. Tính đến sáng ngày thứ Năm, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và khoảng 5.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, gây lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam. Giới chức địa phương cho biết, tại cuộc họp báo vào hôm nay, ít nhất 5 người vẫn mất tích, nhiều khu vực của tỉnh bị nhấn chìm. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở tỉnh Hà Nam trong 3 ngày tới và quân đội Trung Quốc đã điều động hơn 3.000 binh sĩ, nhân viên hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Các nhà khoa học, nhà định lượng mưa kỷ lục ở Trung Quốc những ngày qua có liên quan đến tình trạng nóng lên toàn cầu, tương tự các đợt nắng nóng kỷ lục ở Mỹ, Canada và lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Âu gần đây. Nôn mửa, run rẩy, kiệt sức, nhìn nước cao hơn đầu người, nhân chứng sống kể lại giây phút gặp tử thần. Những người được giải cứu từ chuyến tàu tử thần ở thành phố Trịnh Châu có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc kinh hoàng khi phải giữ đầu ở trên mặt nước, trân trọng từng hơi thở với hy vọng sẽ có người tới giải cứu. Trận mưa nghìn năm có một đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người, 12 người trong số họ ở các ga tàu điện ngầm ngập nước, khiến 7 người khác mất tích và 200.000 người phải di tản ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Lượng mưa tích lũy trong 3 ngày gần bằng tổng lượng mưa của một năm bình thường và làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng của thành phố. Ô tô bị lật úp trên đường, trong khi các cửa hàng và căn hộ ở tầng 1 đều bị ngập lụt hoàn toàn. Chúng tôi đã quen với những trận mưa như chút vào mùa hè, một nhân chứng sống nói với truyền thông Trung Quốc. Một trận lũ lụt gần đây ở Trịnh Châu đã cuốn trôi nhiều xe ô tô, nhưng lần này thì khác, mưa lũ đã phá hủy hoàn toàn mọi thứ. Theo chính quyền Trịnh Châu, hơn 500 hành khách đã được giải cứu sau khi tất cả các tuyến đường sắt của thành phố ngừng hoạt động vào lúc 18 giờ ngày thứ Hai, nhưng tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn khi nước tràn vào các ga tàu điện ngầm. Thông tin chi tiết về vụ việc đã được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông đại lục và trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó tất cả đều đã bị xóa. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là trên tuyến số 5 của đoàn tàu điện ngầm, nơi nhiều hành khách bị mắc kẹt nhiều giờ trong các khoang tàu ngập nước chờ đợi lực lượng cứu hộ. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hành khách đứng trong tình trạng nước ngập cao đến ngực trong khi nước bên ngoài cửa sổ tàu cao quá đầu người. Các thông báo mất tích bắt đầu xuất hiện, hầu hết dành cho những người không có thông tin sau khi đi tuyến tàu số 5. Một phụ nữ kêu gọi tìm thông tin về người chồng mất tích. Bất cứ ai đã nhìn thấy anh ấy trong bệnh viện hoặc trên đường đến bệnh viện, xin vui lòng liên hệ với tôi và các con đang chờ anh ấy về nhà. Mưa lớn nhất trong 60 năm, quan chức Trung Quốc bị nước lũ cuốn trôi. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, thành phố Củng Nghĩa ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục bắt đầu từ 7 giờ tối ngày Chủ nhật cho tới 3 giờ chiều ngày thứ Hai, với lượng mưa lên tới 609,1 mm. Hoàn Cầu mô tả hình ảnh Hà Nam ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 60 năm qua, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trung bình 3 ngày tương đương một năm. Sang ngày thứ Hai, Yao Jianbao, người đứng đầu cơ quan khí tượng thành phố Củng Nghĩa, đến văn phòng làm việc ở ủy ban thành phố như bình thường. Tuy nhiên, khi quay về nhà, ông Yao gặp lũ lớn ập đến và bị cuốn trôi. May mắn là người dân tìm thấy và giải cứu ông Yao ngay trong chiều ngày thứ Hai. Hoàn Cầu cho biết mưa lớn ghi nhận ở thành phố khiến một người thiệt mạng và hai người mất tích. Đến tối ngày thứ Hai, khoảng 3.620 người đã đi sơ tán, mạng lưới điện và hệ thống liên lạc bị gián đoạn hoàn toàn. Kết quả là cơ quan khí tượng thành phố Củng Nghĩa không thể cập nhật tình hình thời tiết trong hơn 10 giờ do mưa lớn chưa từng có. Cơ quan cứu trợ hạn hán và kiểm tra lũ lụt ở Trung ương đã cử một nhóm công tác đến tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và bắt đầu hỗ trợ ứng phó khẩn cấp ở mức cấp 3. Khoảng 849 người đã được giải cứu và 1.500 người đã được chuyển đến nơi an toàn. Trung Quốc oằn mình gánh mưa lũ. Đợt mưa lớn nhất chưa từng thấy tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã làm ít nhất 25 người thiệt mạng, 7 người mất tích và hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp.
từ chiều ngày thứ 6 tuần trước đến cuối ngày thứ 2, lượng mưa đo được tại thành phố 12,6 triệu dân này lên đến 617mm, gần bằng mức trung bình trong một năm. Truyền thông địa phương dẫn lời các nhà khí tượng đánh giá đây là đợt mưa chưa từng có trong 1.000 năm qua. Mưa lớn khiến mực nước tại sông Hoàng Hà dâng cao và các thành phố tại tỉnh Hà Nam chìm sâu trong nước. Mực nước tại nhiều hồ chứa vượt quá mức cảnh báo, nhà chức trách đã ngừng hệ thống giao thông công cộng. Nhưng nước lớn từ chiều ngày thứ hai tràn vào một đường tàu điện ngầm trong giờ cao điểm. Các đoạn video được chia sẻ cho thấy nhiều hành khách gồm cả trẻ em bị mắc kẹt trong toa tàu với mực nước dâng đến vai. Đội cứu hộ sau đó cắt phần mái của toa tàu và giải cứu được khoảng 500 người, nhưng 12 người thiệt mạng. Hai người khác thiệt mạng trong vụ sập đường tại một khu vực khác. Lính cứu hỏa đã kịp thời giải cứu hơn 150 trẻ em và giáo viên tại một trường mẫu giáo bị ngập trong nước lũ. Tại bệnh viện của Đại học Trịnh Châu, nguồn điện bị cắt vào tối thứ hai, buộc ban quản lý khẩn cấp sơ tán hơn 600 bệnh nhân nặng. Tại thành phố Củng Nghĩa, ít nhất 6 người thiệt mạng, nhiều tuyến đường bị cắt đứt do sạt lở. Mực nước ở 14 hồ chứa tại thành phố bị tràn bờ, trong khi nguồn cung cấp điện, nước, liên lạc tại nhiều vùng bị cắt đứt trong 24 giờ. Có 7 người thiệt mạng và 7 người mất tích được cập nhật thêm vào tối ngày thứ 3, nhưng không nêu rõ tại thành phố nào. Cảnh sát vũ trang và binh lính được điều động khẩn cấp trong đêm đến hỗ trợ gia cố con đập Dê Tàn tại huyện Y Xuyên, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam vì nước lũ làm vỡ đoạn đê dài gần 20 mét. Đến sáng qua, quân đội phải dùng thuốc nổ tạo một dòng nước khác để điều tiết lũ, giúp mực nước sông, hồ giảm xuống, kiểm soát được mối nguy. Trước đó, mưa lớn làm vỡ hai con đập tại thành phố Hô Luân Bối Nhĩ thuộc khu tự trị Nội Mông vào chiều ngày thứ Bảy, nhưng người dân được sơ tán kịp thời. Tính đến ngày thứ Ba, hệ thống giao thông tại Trịnh Châu vẫn bị gián đoạn nhiều vì bị ngập lụt và đường xá bị hư hại nặng. Tổng cộng 303 chuyến bay bị hủy và khoảng 11.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Khoảng 200.000 người dân tại thành phố được sơ tán. Chính quyền tỉnh Hà Nam nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất. Trong khi mức ứng phó trên toàn quốc được nâng lên mức cao thứ hai, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã điều 1.800 nhân viên cứu hộ từ các tỉnh thành lân cận đến Hà Nam để hỗ trợ. Trước đó, hơn 6.000 lính cứu hỏa và gần 3.000 binh sĩ cảnh sát vũ trang tại Hà Nam đã được huy động đến vùng bị ảnh hưởng để cứu người. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua miêu tả tình hình tại Hà Nam là cực kỳ nghiêm trọng. Khi việc ứng phó lũ bước vào giai đoạn then chốt, nhà lãnh đạo yêu cầu cơ quan chức năng mọi cấp phải ưu tiên đảm bảo an toàn và tài sản của người dân, thực hiện mọi biện pháp nhằm ngăn lũ và cứu trợ. Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại Hà Nam trong 3 ngày tới. Tại tỉnh Hà Bắc, kế bên mưa lớn cũng khiến cho hơn 100 chuyến tàu bị hoãn, nhiều tuyến đường bị đóng. Cơ quan phòng ngừa thảm họa địa phương vào ngày thứ 3 đã phát cảnh báo khẩn, kêu gọi toàn bộ đơn vị làm hết sức để ứng phó mưa lũ. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!